Xin chào cả nhà, quay lại với nhà Thúy và Yuri. Bây giờ Thúy sẽ đi qua rẫy điều. Hãy mua ở nhà bà ngoại. Mắn phôn với đại. Xin chào. Hãy mua đòi mẹ thôi, qua nhà với cầu thương đi. Con nhà nhá, mẹ đi hãy điều nhá. Hãy điều chiều mẹ về nhá. Ừ, chơi với em luôn nha chưa. Xin lỗi. Mẹ cho mẹ miếng. Xin lỗi. Em ở nhà bà ngoại đi. Người mẹ dơ, người mẹ dơ đừng có lên nè. Nhá, con nhà chăm em nhá, chơi với em nhá. Nhá. Ừ, rồi chút là mẹ cho con bơi hồ bơi nhá. Ok. Thơm mẹ miếng đi nè. Thơm mẹ miếng. Đây. Yêu mẹ không? Yêu mẹ nhiều tầng nào? Yêu mẹ tầng nào? Tùng đó luôn á. Vâng. Bye bye Đạt nhá. Đạt đó chơi với Đạt Bon nhá. Đi nhá. Đi hơi muộn, trời nắng rồi mà bây giờ thì mới đi hơi muộn á. Còn nghiệp em môn. Nhưng mà thà mình đi hơn. Qua rẫy điều, không biết là bây giờ mới vào mùa thì chắc là không có nhiều điều đâu, nhưng mà Thúy để qua xem thế nào. Nắng quá trời luôn. Cái đám ruộng này lúc Tết Thúy đi rẫy thì có quay cho cả nhà thấy, thì lúc đó còn chưa trồng gì hết và lúc đó ốc rất là nhiều. Rồi bây giờ đã xanh như thế này rồi. Chắc cũng đang có đó, chuẩn bị có đồng và chuẩn bị trổ bông luôn rồi ấy. Nhưng mà bây giờ bắt đầu giống như là hạn hán ở đây, rất là nắng nóng, 36 độ C. Kinh khủng luôn á. Và năm nay có vẻ nóng hơn mọi năm khác. Nhưng mà xung quanh đây thì đồng lúa rất là xanh tươi. Tại vì ở đây hình như có hệ thống thủy lợi từ trên cái đập trên kia chảy về, thì nó có nước để cho mọi người có thể trồng lúa. Nhưng mà tôi nghĩ chắc tầm 1-2 tháng nữa nó sẽ bị khô róc khô rang hết luôn. Điều bắt đầu có mấy cây có trái rồi cả nhà này. Cái phía dưới này này thường thường sẽ nhiều trái hơn tại vì nó gần nước ấy. Còn trên đồi thì ít hơn. Đây cái cây này điều vàng rụng hết cả ra đây. Đây. À, quả rụng bữa giờ mà không có ai qua nhặt nên nó khô nó. Đây quả nó khô rồi, cái hạt nó he vàng ra luôn cả nhà này. Đó. Bây giờ mẹ thấy chưa có trái đâu. Bây giờ đi, bây giờ nó rụng, rụng bữa giờ rồi này. Chắc là cũng rụng chắc trong tuần này thôi. Đâu cũng có quả rụng lâu lắm rồi này. Này con thì nó ăn khô hết cả trái rồi này. Rẫy ở bên nhà Thúy là không làm sạch giống như ở Bình Phước được ý. Tại vì điều bên này thì ít hơn mà mất công làm sạch thế mà cũng bị người ta hái trộm nữa ý. Cho nên làm sạch quá mình mất công mà cũng không thể là mất rất là nhiều thời gian á. Trước đây nhà Thúy thường cào sạch giống như ở bên Bình Phước, nhưng mà xong rồi bị kiểu nhà neo người á, rồi đi học đi làm xa hết, xong rồi buổi trưa nắng nóng mình về nhà nghỉ thì người ta đến nhặt rồi hái điều của mình, xong rồi thôi từ đó trở đi là chỉ cắt như này thôi, không có cào nữa. Đây nó bây giờ không phải là toàn rẫy, chỉ có một vài cây cũng giống như bên Bình Phước là nó chín một vài cây trước, xong một số cây chín sau. Đây ủa ngon quá. Ngon quá thì có mang muối để ăn điều đây. Đây. Quả điều chín. Rồi quả này siêu ngọt luôn, để dành tí nữa qua hái để chấm muối. Còn bây giờ thì đi nhặt điều trước đã. Đây, cây này. Điều trái ra rồi này. Điều thường thường ở bên này không có năng suất nhiều Bình Phước đâu cả nhà. Đó, trái đang chùm này. Quả này siêu ngon, tí cắt cho muối. Ngon quá. Quả này còn xanh quá, xanh lè. Xanh lè xanh lét. Thì nhặt điều đã. Ở bên này thì nắng lắm, nhặt ở ngoài viền này thì trời rất là nắng luôn, nắng nóng. Thường thường mùa điều khi nào cũng nóng hơn là bình thường á. Nắng quá cả nhà ơi, nắng ngu người luôn ạ. Tại lúc nãy sáng giờ cho Bon ăn, cho Moon ăn mà Thủy tính là đi đâu. Mồ hôi mặn quá. Thủy tính là đi hái tiêu. Xong không đi hái được, thế là đi hái nhặt điều, nhưng mà đi hơi muộn, hơi nắng. Mà khu thứ nhặt là đang là khu viền ngoài rẫy, cho nên là càng nắng hơn ở trong rẫy nữa. Ôi dồi ôi, cái mặt không còn cái gì luôn. Giờ bắt đầu chín dần dần rồi cả nhà này. Cây là bé xí, đưa nhau thấy còn bé chứ không có cây bự như ở bên Bình Phước của nhà cậu mợ. Cây bé xí xí này. Cây bé nhưng mà được trái, được quả nhiều. Cả nhà thấy không? Quả quá trời. Cái bé bé tí tí thôi.
Bây giờ Thúy nhặt theo cái men rẫy này nè, cho nên nắng lắm, chảy hết cả mỡ rồi. Chẳng sao là về Việt Nam là gầy hẳn đi, vừa gầy vừa đen. Ờ, đây quả này tí nữa ăn. Quả này quả kia sâu rồi. Quả này nữa hơi bé, tí tìm quả to hơn ăn sẽ ngon hơn. Bé thì thường nó cát hơn. Ờ, mặt đỏ hết cả nhà, thấy mặt Thúy bị đỏ không biết đâu, phải là bị cháy nắng không. Mà bây giờ thấy nóng, nóng lắm, nóng ở mặt mình á, nóng rát hết cả mặt luôn á. Lúc mới về Việt Nam á, là Thúy trắng ngang Yuri luôn, chụp hình là Thúy trắng ngang Yuri luôn. Mà bây giờ là như thế này rồi, có nghĩa là bây giờ là rất là đen rồi. Mà lúc mới về Việt Nam mà Thúy trắng như Yuri á, mà cũng nhiều người nói là thằng chồng nó đẹp trai mà tại sao nó xấu thế. Thế này bữa nào làm cô dâu Yuri trắng bóc mà mình đen thui thì không biết là như thế nào nữa luôn á. Vừa đen vừa gầy á. Tại vì nóng quá không muốn ăn gì. Có lúc mới về thèm đủ thứ, bây giờ chỉ thèm lai rai một vài thứ thôi. Xong là kiểu cũng mệt quá xong không muốn ăn luôn á, không có sức ăn á, kiểu thế. Rồi dạo gần này là em Bon ốm, xong đến lượt em Moon tại nóng quá mà hai đứa nó ở xứ lạnh ấy. Mà về đây nóng quá nữa cho nên nó cũng dễ bị ốm. Xong rồi thức đêm chăm nó, rồi ngày làm lặt vặt nữa, xong rồi không có thời gian ngủ, xong mình cũng bị kiệt sức ấy. Vừa gầy vừa đen vừa xấu. Bây giờ trời nắng lắm, 11 giờ rồi. Thì nhặt chưa xong, mới nhặt được một nửa thôi. Thì bây giờ tìm phía dưới này cây nào còn nữa là đi nhặt, nhưng mà mình cái đã. Nóng quá. Ăn nghỉ ngơi một chút xíu, trời ơi. Cái gì đó, mồ hôi vào trong mắt cây. Mùa này thích nhất là tại vì đi có thể đi nhặt điều, nhưng mà tại vì nóng quá, mùa này nóng nhất trong năm ở Tây Nguyên, nhưng mà chắc tầm nóng 1-2 tháng là hết rồi. Ở trên này không nắng lâu á, không nóng lâu. Nắng nhưng mà nó không nóng cỡ như này, không biết sao mà năm nay nó nóng kinh khủng vậy, 36 độ, khiếp thật sự luôn. Mang cái khẩu trang nhưng mà cái khẩu trang này nó bị rộng. Cái quai của nó bị giãn rồi. Cái này á cái này khi mà Thủy dùng 4 năm trước khi đi thì Thủy đi Phần Lan là Thủy dùng cái này nè. Bữa về xong rồi vẫn thấy đó, xong thì giặt á, hôm qua mới giặt hôm qua luôn, mà xong đeo cái quai nó bị giãn ra, xong rồi mình đeo mà nó cứ hà dưới này nè. Đây thực ra là không che được cái gì hết á, nóng quá luôn. À, Thủy đang tính ăn điều nhưng mà xong nghe rất bột bột thôi, chắc lấy xuống nhặt rồi về nhà ăn ở nhà cho mát. Cả ăn đây một mình hơi buồn, về nhà rủ mẹ ra ăn cùng. Tại vì cái ăn điều này phải có đồng bọn ăn mới vui, mới ngon. Tại vì ăn nó sẽ bị sặc. Ăn mùi ớt sẽ bị sặc chứ Thúy là mang cả muối với cả mang cả dao đi luôn rồi á. Mà bây giờ ăn giờ sợ nóng quá, tại vì Thúy uống hết nước rồi. Mà ăn điều xong sẽ bị khát nước, tại vì nó hơi chát chát ở cổ á. Ăn xong sẽ bị khát nước, mặc dù điều rất là nhiều nước. Mà thôi để tí về nhà ăn. Bây giờ Thúy sẽ đi học đi nhặt điều tiếp. Nãy giờ Thúy nhặt từng này, đây là mấy quả điều Thúy sẽ hái vâng về nhà ăn. Mỏng nước luôn. Cái chỗ cắn cắn này nhưng mà nó ngon đó, mình gọt đi thì được không sao hết. Còn cái quả nào có kiểu nứt nứt sầm sạm này nè. Nhìn xấu xấu vậy chứ nó là ngọt hơn những cái quả trơn trơn mứt đó cả nhà. Tí mang về rửa sạch rồi ăn. Tại vì cái bình nước thì mang mà bây giờ cũng còn tí ti này nữa. Bây giờ mà ăn điều thôi là khát khô cổ đi về luôn á. Này, ruộng khô nứt nè, đúng là tháng 3. Thời tiết tháng 3 quái âm quá luôn. À, đáng lẽ bữa nay là tháng 3 âm lịch đấy. Nhờ. Bữa đáng là tháng 3 ấm lịch nhưng mà năm nay là nhuận 2 tháng 2, thế bây giờ mới là tháng 2 nhuận. Thúy về nhà rồi. Bây giờ đã là 12 giờ kém. Ây da, mồ hôi và cay mắt quá. Hôm qua là ngồi đây là cảm thấy rất là nóng rồi. Hôm qua ở nhà mà ngồi đây xong là Thúy thấy nóng rồi. Mà hôm nay đi rẫy về ngồi đây xong ở đây mát thế, mát lắm luôn ấy. Tại vì gió thổi này cũng giống hôm qua nhưng mà tại vì ở bên rẫy nóng hơn rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình ngồi đây mình cảm thấy mát, thì có mang điều về đây. Chắc là chưa hết rẫy đâu, nhưng mà tại vì hết nước. Với cả trưa quá rồi, về cho Moon bú ngủ nữa. Cho Moon tí mẹ em Moon ngủ nữa. Hi Vivi. Vivi ơi, Vivi đi tập đi á. Vivi đi đi. Tụi nhà Vivi á, quần mặc của chị Heo, áo mặc của em Hân. Vivi, Vivi xinh đẹp ơi, Vivi ốm à. Vivi ốm mà Vivi ngoan rồi à. Ôi mẹ yêu em quá.
Vì ốm mà Vi ngoan á. Vi qua bà qua đồ chơi đi, đồ chơi bên kia đi, bà qua chơi nhé. Mà qua đây này, Vi qua đây này, đừng có ra cửa, con ra cửa nắng lắm. Con ra chơi nhá, đừng bỏ ra cửa nắng con nhá. Đó, chơi Lego nhá, Vivi chơi Lego giống anh Bon nhá. Đó, chơi Lego lắp Lego giống anh Bon nhá. Thương Vivi quá, vừa ốm vừa đen nha. Thương Vivi xinh đẹp của mẹ quá. Vivi xinh đẹp ơi, mặc áo của em Hân à. Áo này chắc chị Heo cũng mặc rồi, để bây giờ đến em Moon này. Mặc chất sơn xì màu luôn rồi này. Mà trời nóng quá nhỉ. Nóng quá em Moon không có áo sát nách nhỉ. Mặc áo sát nách này cho mát nhỉ. Áo cũ mà lành lặn là được rồi Moon nè. Đấy, đấy, đấy. Đừng bỏ miệng con dơ lắm. Không bỏ miệng. Lego nhá, con chơi Lego nhá. Chơi Lego nhá. Dạ. Mẹ. Bibi, khỏi té này. Con đi đâu? Để bật quạt cho Bibi mát nhá. Wow. Bibi xinh đẹp. Đi đứng đây thôi, không trèo nha. Bị vào đây đứng lên nha. Bibi vào đây, Bibi đứng lên nha. Bibi xinh. Ôm em đừng cho em xuống sân nha. Baby không được xuống sân nha. Anh Bon ôm em đừng cho em xuống sân nha. Đi vào nhà nhanh lên. Đi vào nhà nhanh lên. Cứ chạy đùa ra sân, trời thì nóng. Con đi đâu về? Cho mình nói cho mẹ biết đi đâu về. Con đi đâu về? Con đi qua nhà cậu Thường về hả? Thế con ăn cơm chưa? Rồi. Con ăn nhiều không? Nhiều. Con ăn cơm với gì? Ăn cơm với gì? Thịt hay cá? Cá. Cá rồi hả? Giỏi quá. Vào thay cái quần khác đi, quần thì rộng, nó ăn rồi đi kéo quần không à? Cậu có thèm bé em đâu mà ngồi vỗ tay cho cậu bé, cậu có thèm bé em đâu mà. Mừng quá hả? Thấy cậu qua mừng quá hả? Ngồi vỗ tay chờ cậu qua bé hả? Cậu đâu thèm bé em đâu, em muốn ghiền cậu nhất nhà. Muốn ghiền cậu nhất nhà. Không bây giờ cậu có thèm bé em đâu, cậu đang hút thuốc thúi lắm. Bibi. Bibi đi đâu? Ngồi xuống. Bơi đâu phải nằm đâu. Cái này để đi bơi mà. Bơi mà Bon lấy cái kia lấy gối ra làm gì, cái này đâu phải để nằm ngủ đâu. Đi bơi mà. Tắm. Để mẹ lấy áo cho Bon nhá, lấy đồ bơi cho Bon nhá. Ok. Ơ chì em bọn Moon không được bơi đâu, Moon đang ốm. Nào hết ốm để cho bơi. Từ ra đừng. Ui, cẩn thận té ra sau nha. Bọn nó không ngồi lên đây, không có được ngồi lên đây đâu. Ôi no, ướt mẹ rồi. Thôi, từng đó nước thôi, tắt nhá. Muốn không được chơi hả? Muốn đang ốm không được chơi đâu. Xem thôi. Muốn thích lắm, muốn xuống chơi lắm. Hay mà chờ mẹ cho cái chân em chạm nước một chút xíu nhá. Bơi đi. Bóng à, bóng đâu ta? Ôi ướt xe đó con, đừng có làm ướt xe điền nha. Ướt xe điền là hư nha, mẹ hư cái micro rồi, mẹ buồn lắm rồi. Biu su. Biu su.
Bi buồn quá hả? Bi không được chơi, Bi buồn quá hả? Cái mặt buồn trơ và Bi. Khi nào em hết ổ mẹ cho chơi nhá. Bây giờ em đang ổ không chơi được nhá, nóng quá hả? Tóc bết hết. Con gà. Ngó con gà, Bi còn ngó con gà. Bây giờ ngó con gà kìa. Gà ơi. Nóng he mắt. Em uống nước nhá, uống nước cho nhanh khỏi bệnh nhá. Uống nước nhiều vô nhá. Mẹ lau cái mặt em nhá. Mẹ em mua con như con mèo luôn á. Không có mặt như con mèo. Uống nhiều quá, ủa thì khát nước hả? Không khát nước hả? Luôn con mèo. Nước á. Đi sát vào lề đường. Xe phía trước, xe phía trước, đi sát vào. Cho mẹ ve luôn. Ơ này này. Ê. Kêu bà ngoại về, bà ngoại đi chơi này. Bà ngoại đi chơi phải đi kêu bà ngoại về đi sát vào tư. Con đi sát vào, xe ô tô đang đến, quay xe máy đang đến. Rồi, từ từ cho em ăn nha. Ôi giời ơi. Đừng sốc quá, từ. Ồ ồ. Cẩn thận nhìn đường trước. Đi đi bên này rẽ phải. Nhìn đường trước. Rồi nhìn đường mới được bên nha. Xe thì sau. Đi từ từ cả hai đứa đi từ từ thôi, chờ mẹ nữa. Wow, cái hoa đẹp quá kìa. Đi sát vào mép đường bên phải. Đúng rồi. Chờ mẹ. Đi kiểu gì á, đi chậm chậm thôi, chậm thôi. Đi sát vào bờ nè. Rồi. Cây hoa đẹp quá à.